Happy New Year. Rồi, chúng ta chào. Giữ luôn nha. Dạ, ok, rồi thôi, về bạn hãy chạy nhà đi. Điện thoại em lúc nào cũng 24/24 chờ anh. Dạ. Đổi chậu hoa cho nó có miếng Tết. Được hai điều em bao ngày nay vẫn đang ngóng đợi lương tin đang tựa lửa chỉ mong người mua hỏi thăm khách ơi làm ơn mau mau chuẩn bị mới tiễn lao công mình dẫn xe về để ngày nào cũng sẽ là ngày vui khách ơi khách sẵn kêu is for đang về cái chiếc is you vì em ơi rồi chuẩn bị nè 2 3 diễn em nói năm nay mùa sẽ có thêm nhiều quà. Nó mất chữ á, mốt mình bớt dùng ca dao thành ngữ đi nha. Nghĩa thì hiểu rồi, mà cái câu của sếp dùng nó lạ lắm. Thế là chê á, nó đi nó khùng quá. Kiểu này dễ bị đuổi quá ta. Dễ bị đuổi. Tao bán được 4 xe không ai đuổi đâu cơ. Khó khăn làm anh hùng. Lại, khó khăn. Lại câu đó, lại cái đúng của đó. Khó khăn tạo anh hùng. Khó khăn tạo anh hùng. Thuyền bơi ngựa chồng mới là thuyền xin. Ê khoan, các anh ơi. Diễn viên chị sợ mất hình. Diễn viên hỏi tôi có hình chưa. Rồi đồng ơn. Rồi vô nè, 2 3 vô. Mẹ ơi, con về rồi nè. Rồi nóc đi mẹ ơi, ừ đúng rồi đó, nóc đi mẹ. Giờ hát đó không? Và đây là một bài để hát chúc Tết cho tất cả người thân hôm nay của Lê Tuấn. Lê Tuấn ở the mic, BB ở the beat. Say what's up, yeah. Năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Chúc mọi người chân ấm và đẹp êm. Sức khỏe dồi dào, trong quý như tiền đêm. Vui Tết xung vầy, cùng gia đình ở cạnh bên. Mình xin gửi lời chúc đơn giản đến mọi nhà. Có máy giặt TV, tủ lạnh và điều hòa. Có bánh kem viên hấu hay chưa và ngủ quạt. Có xôi đặt trứng gói khắp nhà trong đủ hoa. Ông bà cha mẹ không già và trẻ mãi. Con cháu trong nhà vâng lời và không cãi. Chén anh chén chú chén rượu hay chén chè. Và sau đây lời chúc đến hâm mi và bạn bè. Chúc khách hàng đối tác và cổ đông xuân sung túc vậy thôi công lòng vòng. Năm nay sẽ nóng hơn với chiếc X4 khuyến mãi và sự hot cùng nhiều điều hay ho. Cảm ơn những lời dẫn dắt của ban điều hành, những buổi chia sẻ hy vọng của màu xanh. Chúc đến dịch vụ phục vụ tổng thể. Chuẩn bị lao đi ơi. Lời chúc Tết cho mọi người và tôi muốn chúc Happy